Hello, xin chào tất cả mọi người. Và xin giới thiệu với mọi người, đây là nhà của nhà của mình ngoài mình. Hôm nay thì mình và chị gái mình có về quê ngoại của mình là Cảnh Dương. Đây, và chị Bé đang chuẩn bị món bún bò. Rất chi là chuyên nghiệp. Và đây là thành quả của mình. Đấy. Đây là một rổ rau sống đặc biệt, được rửa qua bao nhiêu tinh túy. Đấy. Và vẫn là công việc cũ. Em gái mình vẫn đang cẩn mẫn với sự bóc hành. Đây đích thực là một bánh bèo vô dụng, không biết nấu ăn và chỉ biết bóc hành. Nhưng mà bóc hành cũng không ra gì nữa. Bóc hành rất là lâu. Và xa xa thì bà ngoại mình vẫn đang thu hoạch mầm tơi. Chị Trang ơi, và trong một tương lai rất gần chúng ta sẽ được ăn cánh mầm tơi. Cảm thấy tương lai đấy đã đến rất gần rồi. Rất là lồng tơi. Đây là gian bếp. Và đây là phòng giải trí. Cũng như là bên kia là nhà vệ sinh. Và mình sẽ giới thiệu cho mọi người căn nhà này. Đây là ông ngoại của mình. Ông ơi. Ai đó vậy? Ai vậy? Rồi ông nhờ cháu à? Cái nào vậy? Cháu nhỏ đây. Nhỏ à? Dạ. Dạ. Ông đang làm gì đó? Ông đang cây. À. Trời ơi, ông nhờ cháu nè, buồn. Nhỏ ơi. Nhá. Đưa đang ống cho nó cháu. Lâu ngày không gặp. À. Này, ông không nhận ra qua. Và đây là bức ảnh truyền thống nhìn trên mạng và ngoài thực tế. Đấy. Và đặc biệt thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái dàn mồng tơi. Đấy, rất chi là tươi mát. Và rất chi là mồng tơi. Và đây là dàn bơ của nhà bà ngoại mình. Rất chi là nhiều quả. Oh my lord. Lần đầu tiên thì mình thấy cây bơ trong đời thực là nó như thế nào. Một baby bơ. Và một chiếc giếng đặc biệt góc chụp ảnh thần thánh của đại gia đình nhà mình. Đấy chính là chiếc giếng được xây vào ngày 16 tháng 6 năm 1975. Và đây xa xa kia là một chiếc chuồng lợn, chuồng heo, nhưng mà bây giờ đã được cải tổ thành một cái nhà tắm cũ và cái phòng xi măng. Và đây chính là nhà đái, và đây là nhà ỉa, và cũng như là một sân vườn rất là rộng. Giới thiệu với mọi người đầu bếp ngày hôm nay rất chi là ạt. Ngon chứ. Yêu, nào ơi, có con cá. Một cá nữa à? Nha mốt, cái lạ, mới chạy được con cá trong đi. Chưa? Ủa, hình như sụn quá. Ui, cái cong gì trên đảo đây rồi. Mẹ anh nhìn hai đứa kiểu những người ngon hay tính. Mẹ nói là làm chào và nói đi tắm biển. Nhá. Quay kỷ niệm. Và hiện tại thì bọn mình đang
rửa rau các thứ, bởi vì bọn mình chỉ làm tốt cái công việc này thôi, còn các công việc khác thì bọn mình nên lùi lại một chút. Bởi vì bọn mình chỉ làm tốt cái công việc này thôi, còn các công việc khác thì bọn mình nên lùi lại một chút. Bởi vì mình đã không giỏi những món này và mình cũng không có nhiều cơ hội để thể hiện. Chúng nó đây nữa này. Ông nhớ cháu à? Cháu hay vua thế. Cháu nà nè. Tên 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 tên. Đây là thời trang đi biển của mình. Với quần của em mít 9 tuổi. Và chị 22 tuổi. Mà đúng chưa? Thả nhá. Đi, có dép ở nhà không? Bà bấm mình đi biển đấy nha mọi người. Cầm dép đi. Dạ, cầm dép đi. Cái cảnh. Hơi đáng đi biển. À? Không lớn đó à? À thôi. Làm cho mình có tóc. Mình chút gì? Thì như các bạn đã biết thì bọn mình đã bất chấp để đi tắm biển. Và bây giờ là cái kết là phải bọn mình mặc đồ của bà ngoại mình. Thì mình mặc màu đỏ, còn bé Na thì mặc màu xanh. Đáng chặt. Như các bạn đã thấy, cái khu vườn này khi nào cũng là địa điểm chụp hình của tất cả các cô, các dì, các chú, các bác, các anh, các chị. Và bầu trời rất là trong xanh. Một con bé đang ngồi giặt xịt. Ta la la la. Má chẳng biết chụp. Đang gặp lại mọi người mà sau một hồi phè phỡn các thứ làm khổ mọi người, bởi vì bọn mình đi tắm về không chuẩn bị một cái gì hết, nên là đang tắm ở trần ở lửa mà không có đồ để mặc đấy. Và sau đây là màn thời trang make up model. Make up model, đây là thời trang của 2020 vintage. May là thời tiết nó không quá nóng nên là cũng bình thường thôi, chứ không phải là quá mức là nóng này. Đây, và nhà mình có cái thay quần, không cần điều hòa nhé, không cần make up. Ấy. Bữa trưa nhà mình thích ăn bún bò Huế. Nhi ăn đi. Mày đi. Cho là la cho hãy cho là la cuốn nhà. Đậu phịt nhà trong chỗ nó chi rồi hơn đều nặng nó thôi. Ăn ba hai quả. Bọc cho mê cái nhỏ này. Ui, có mê bọc cái nó. Giống măng cua thì đi ăn, cái này là măng cua tấp kia như bao cái này thân khổ bỏ này đây 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 biết em biết làm mình chẳng đó. Rồi chơi trò tạm tiếp. Món yêu thích. Đây chính là món cá. Cá tẩm ướp. Tẩm ướp. Gia vị. Gia vị. Chỉ cần chia lên ăn rất là ngon. Chấm tứ. Không hai giờ ông mới ăn. Để cái ăn trước nha chứ, mình sẽ ăn trước. Hai giờ mới ăn.
mỗi người còn mỗi để nó ngồi trường thôi, chờ được. Nếu mà liên tục mình bị vậy làm cho ký là đấy là dân tập ngay hết mẹ bố và con gái. Thank you.